Trở lại bản tin cập nhật từ thiên đường California. Khi mà thật sự trong tương lai cái quyền của phụ huynh gần như sẽ dục sầu thọt rác. Dù là California có thể hình sự hóa các cuộc biểu tình của phụ huynh tại những cuộc họp của hội đồng trường. Một dự luật đã được cơ quan lập pháp tiểu bang California thông qua sẽ hình sự hóa sự rối loạn đáng kể của những người tham gia những cuộc họp hội đồng nhà trường theo điều mà các nhà phê bình cho là nỗ lực trấn áp sự phản đối phụ huynh đối với người chuyển giới và hệ tư tưởng chủng tộc trong chương trình giảng dạy. Dự luật SB 596 được giới thiệu bởi thành viên của đảng Dân Chủ Anthony sẽ mở rộng luật hiện hành nhằm trừng phạt những người gây rối loạn đáng kể trong trường học để bao gồm các hoạt động hội họp của trường. Như trong báo là cố vấn lập pháp tiểu bang giải thích dự luật này sẽ nêu rõ vì mục đích của hành vi vi phạm được mô tả trên sự rối loạn nghiêm trọng bao gồm cái tình trạng bạo loạn bất kỳ cuộc họp hội đồng trị quảng trường hành chánh cơ quan hành chánh của trường bán công hội đồng giáo dục quận hội đồng giáo dục tiểu bang. Dự luật này định nghĩa là nhân viên trường học và bất kỳ nhân viên hoặc quan chức của học chánh trường bán công văn phòng giáo dục, hội đồng tiểu bang và bộ giáo dục tiểu bang. Trong cái phạm vi dự luật được mở rộng cái phạm vi của một tội phạm hiện có, dự luật sẽ được áp đặt trong cái chương trình địa phương như tiểu bang quỹ quyền. Dự luật cũng sẽ trừng phạt vì gửi email đe dọa các thành viên hội đồng trường. Nói rõ hoạt động hiến pháp bảo vệ không bao hàm ý nghĩa những mối đe dọa đáng tin cậy. Chúc mừng tiểu bang California, tiểu bang chuẩn bị đến thiên đường. Như Daily Signal lưu ý, luật này khiến các bậc cha mẹ lo ngại rằng nó vi phạm các quyền trong tư chính án thứ nhất của họ. Bà Sarah, một thành viên pháp lý cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Tư vấn Edwins của Quỹ Di sản nói với Daily Signal hôm thứ Tư. Rõ ràng họ đang cố gắng ngăn cản các bậc cha mẹ lên tiếng cái tín hiệu hàng ngày của Quỹ Di sản. Cho rằng là nó là những cái đáng kể trong cái dự luật này sẽ đánh trực tiếp vào và đe dọa sự phản đối của những cha mẹ trong những chương trình giảng dạy của những học khu. Chết mẹ chưa? Như vậy tóm lại là cầm mẫm chó của tụi bay lại hết. Đó là cái dự luật nó đang tuyên bố như vậy. Để tụi tao hướng dẫn con của tụi bay. Để tụi tao sẽ hướng dẫn con tụi bay chống lại cái nước Mỹ. Để tụi tao hướng dẫn con tụi bay chống lại cái giới tính của tụi nó. Đó là cái dự luật mà thông điệp của tiểu bang California được đưa ra. Và tôi nghĩ dự luật này cần phải được defeated trong tương lai. Chào tạm biệt.